Xin chào quý khán giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Thiết Cương. Hiện tại Thiết Cương đang ở công viên tập thể dục đó, đang tập cơ bụng nè, 6 múi. Đó, sáng sớm mà mình làm về chừng mỗi cái chừng mỗi lần 15 cái, làm khoảng 10 lần. Giống như Cristiano Ronaldo, ổng nói một ngày ổng gặp bụng là 3.000 lần, mình gặp 30 cái thôi. Đó, gặp bụng xong mình giờ mình chuyển qua hít xà. Đó, hít lên không nổi nên đây cứ giả bộ gặp bụng rồi nè. Đó, không cũng còn ngon bộ. Hít cái thử coi nổi không. Rồi được nửa cái à. Vậy là hay rồi á, nhiều người hít cái không nổi á. Hôm nay Tiết Cương ra đây tập thể dục là để hẹn với mệt quá bạn Tùng. Ok, bạn ấy đang đến. Bạn Tùng là chủ nhân của chiếc Monkey 50 chưa đổ xăng. Hôm nay thì Tiết Cương hẹn bạn ấy ra công viên thoáng mát để review một chiếc xe cũng rất đặc biệt của bạn Tùng nữa. Bây giờ bạn ấy đang chạy tới. Wow, quá dữ quá dữ. Rồi, lại là một chiếc Monkey. Xin chào quý vị khán giả. Tùng sẽ giới thiệu cho Tiết Cương và quý vị khán giả chiếc Monkey của bạn ấy. Thưa quý vị, chiếc Monkey này thì Tiết Cương cũng đã review qua chiếc xe của Bob rồi. Là một chiếc Monkey hàng Thái Lan. Nó hàng 125 đúng không em? Dạ đúng anh. 125, nhưng mà chiếc này đặc biệt cái á là Tùng đã độ vào đây rất là nhiều. Và bạn ấy rất là tâm huyết với chiếc xe này. Hàng độ. Và Tiết Cương được biết chiếc này thì Tùng đã độ lên hơi bị dữ á. Bây giờ chúng ta sẽ review nó để biết bạn Tùng đã độ nó những gì ha, và trị giá nó như thế nào. Vậy chiếc Monkey này là một cái hàng của Nhật Bản và đầu tiên ra đời thì để phục vụ những bạn trẻ mới tập lái xe và chỉ có dòng 50 phân khối thôi. Nhưng bây giờ thì những cái nhà sản xuất họ thời đại tiến lên thì xe phải nâng cấp lên, chứ giờ xe 50 chạy hết nổi rồi. Phải nâng cấp lên 125 để chạy cho nó khỏe, và nếu mà 125 thì với cái form mà 50 nó nhỏ quá thì chạy không nổi. Nó sẽ nguy hiểm, nó không cân bằng về chưa bằng về khí động học và cân bằng về gọi là về thể tích thể trạng, cho nên bây giờ chúng ta phải nâng cấp lên, nó to lên. Bây giờ chúng ta sẽ review nó. Tùng ơi, em cho mọi người biết là xe này em đã độ những gì nè. Ví dụ như là cái cặp bánh, cặp mâm này là em có độ không? Dạ, mâm CNC. CNC hả? Dạ. Là của nước nào? Dạ, của Thái Lan anh. À, xe này xe Thái. Dạ. Và độ mâm Thái. Mà chiếc này cho anh hỏi là cái vỏ này vỏ zin đó hả? Dạ không, vỏ này là đã độ lên bánh béo. À, gọi là bánh béo hả? Dạ. Là sao? Bánh nó to, cái size mình nghe nó to hơn bình thường ạ. Xe này thông số 1.20, 70 và bánh là bánh 12 nha bà con. Bánh nó 12. Cái mâm với cái bộ vỏ là đi luôn một dạ. cặp á hả? Dạ đúng. Còn phuộc ở lộn, nó nhầm. Heo Rambo. Heo Rambo với cái đĩa là Rambo luôn hả? Dạ. Còn cái che carbon là em đổ thêm engine đó. Dạ, đổ thêm anh. Đổ thêm cho đẹp á hả? Mà mấy ốc này ốc gì? Dạ, ốc Salaya. À, Salaya một con này chắc cũng 20 ngàn hả? Dạ. Đó, đổ hết. Cái dè này về zin đó ha. À, cái để gaffer. Đó, nhớ rồi, để gaffer. Dè này về zin ha. Cặp phụ là cặp phụ zin đúng không? Dạ, zin. Zin rồi, chúng ta sẽ thấy cái đầu đèn này là hình như đầu đèn này của nó hay em độ? Dạ, độ luôn anh. Đầu đèn độ. Nó là hệ thống bi cầu đèn LED full. Full vậy em phải bật lên cho khán giả ta thấy nó như thế nào chứ. Dạ. Rồi. Đâu? Nó thấy lên đèn đâu? Dạ, lên rồi. Đó. Thấy chứ ban ngày vẫn thấy nó chạy mà em nè. Quá đi vàng. Bật lại nha. Hả? Bật đèn lại nha. Rồi. Rồi. Đó. Chạy không? Thấy chứ. Đó, lên đẹp lắm, chạy vòng đẹp lắm. Rồi, ở đây em gắn thêm cái đèn nhỏ này nữa hả? Dạ, đèn của Takagawa.
Rồi, nói nguyên dàn đèn này không là hết bao nhiêu tiền? Dạ... Cái đèn lớn này nè. Hơn 10 triệu. Ồ, nội cái đầu đèn không là đã 10 triệu rồi bà con ơi. Ủa còn cái này là em độ thêm này cái gì chi vậy? Để, tại vì hả? Cái dàn riêng nó nằm ở trên đây. Ừ. Em phải hạ xuống cho cái dàn bát này vô để hạ cái này xuống. Cho bùng sình nó được nhít lên. Tại vì máy. Xe này kết cấu nó là tương đối đi đường địa hình. Bánh nó bánh gai đúng không em? Dạ. Thành ra cái dè nó rất là cao. Bây giờ bạn tồn độ nó cho nên đã hạ thấp cái dè xuống trước. Thành ra phải gắn thêm cái dàn khung này. Cái này là cái bộ phận làm mát gì vậy Tùng? Đây là cái nhớt của máy. Tại vì máy em đã lên nồi khô Takeawa. Và full máy là 181cc của Takeawa nguyên set luôn. Còn cái máy zin nó đâu? Máy zin mình chỉ giữ ở phần giữa thôi. À, em độ hết nguyên một dàn. Dạ. Của Takeawa. Takeawa từ cái đầu cho tới cái đầu lòng và đầu lòng. Này bộ nồi. Nồi khô. Nồi khô luôn hả? Không xài nhớt. Dạ đúng. Ghê thiệt, nồi khô này nhìn thấy ở trong luôn nè. Thành ra anh thấy cái máy nó nồi khô thì cái máy nó tương đối hơi xào ha. Dạ. Nó giống như dòng Ducati ha. Nó có cái tiếng kêu đặc trưng. Dạ đặc trưng. À vậy là em độ nguyên cái tắc kê luôn. Tắc kê hết. Tắc kê ra qua hết. Mấy cái ống gì vậy? Ống dẫn nhớt. Dạ. Giải nhiệt nhớt á. Giải nhiệt nhớt. Này là giải nhiệt bơm nhớt. Ủa nhưng mà nguyên cái em độ cái đầu nguyên một bộ nồi với nguyên một cái bộ đầu này của Takeawa này là hết bao nhiêu tiền? Dạ cũng gần 100 triệu rồi. 100 triệu hả? Dạ. Còn cái này là cái lọc gió hả? Dạ. Cái e nó nè đúng không? Cái này kéo. Dạ. E nè. E nó nè. Bô này là bô gì em độ bô gì? Dạ over racing. Over racing của Nhật hả? Dạ. Cây bô này nhiêu tiền em? Cây bô này mười mấy triệu. Còn cái over racing này, cái nắp này là em độ luôn. Dạ, độ luôn. Cho đẹp. Cái giò thắng này là của mình vậy. Độ luôn anh. Độ thì biết mà của hãng nào? HB. Cái giò thắng HB này mắc tiền không? Dạ hơn 5 triệu. 5 triệu bô mười mấy triệu. Nhưng mà gấp này gấp zin đó hả em? Dạ nè, độ luôn. Ủa trời, gấp độ luôn hả? Over racing luôn anh. Quá dữ. Over racing luôn nè. Over racing. Còn cái phục sao? Dạ nitron. Phục nitron. Cái cặp phục sao mắc không? Dạ 30. 30. Đó. Này đĩa sao. Heo dầu sao độ luôn. Của nguyên bộ trước sao giống nhau ha. Gimbal. Mâm sao cũng độ, bánh luôn, bánh cũng độ luôn. Đó, xe này gần như là bạn ấy đã độ toàn bộ. Nhưng mà cái yên zin của nó dạ, ha. Dạ, yên zin ạ. Yên. Còn nãy gì vậy ta? Cái gì vậy? Đây là cái ốc để khóa yên rồi đó. Cái nắp xăng em cũng độ luôn anh. Ghi nhớ, bảo quản xe, độ muộn luôn, độ muộn hiểm, lái xe an toàn, đọc sách chỉ dẫn cẩn thận trước khi lái xe. À, cái tem này E10. Ủa cái này mở cái nắp xăng mở sao? Dạ xoay anh. Cái bình xăng đó em có độ gì không? Dạ không. Độ cái nắp, còn cái này cái logo này. Cái logo của một cửa độ luôn. Em dán vô hả? Dạ. Đặt hình gì vậy? Đặt CNC hình Batman. À Batman hả? Xe này xe Batman. Mở sao? Rồi anh. Cái bình xăng này anh thấy đựng chắc chừng 5 lít chứ gì hả? Chiếc này em đi xa nhất là đi đâu rồi Tùng? Dạ em đi vòng thành phố hoặc là hả Đà Lạt. À có đi tới Đà Lạt rồi. Dạ. Hả? Chiếc này đi đường trường chắc đã lắm ha. Dạ sướng lắm anh. Em độ cái khóa từ luôn. Dạ đúng. Cặp ghi đông là của nó. Độ luôn anh. Ủa ghi đông độ luôn hả? Dạ. Ghi đông zin nó là sao? Nó cũng gần giống như vậy nhưng mà cái này là này mở ra được. Hàng độ. Dạ. Còn cặp tay độ. Thắng với Rambo. Thắng Rambo còn con Over Racing. Cái này là bô Over Racing mới, nó có cái nắp van để mà mình giảm tiếng ồn anh. À. Nó có 4 map, map 1, 2, 3, 4 là tiếng ồn của bô nó khác nhau. Của bô luôn phải không? Khi mình chạy nó đỡ ồn hơn hoặc và cái gia tốc nó lẹ hơn. Chỉnh được cái dạ. Cái tiếng nổ của bô luôn hả? Dạ. Quá dữ. Còn hai cái cụm mà zin nó không hay là em độ? Hai cụm độ luôn anh. Trời ơi, quá trời này.
pha cót, cái này có đèn ưu tiên luôn, dạ, xi nhan, còi, đồng hồ cũng Takegawa luôn, đồng hồ Takegawa luôn. Còn bên này là có, ủa xe này nó có cái công tắc phụ hả? Dạ. Rồi, cái này cũng công tắc phụ luôn. Đèn. Đèn, này đề. Còn hai cái bao tay này là ở đâu? Dạ, Rizoma. Độ luôn. Cặp bao tay mắc không? Dạ, mắc. Cái gì cũng độ. Cái đèn xi nhan độ luôn. Dạ đúng. Full đoàn tập. Chiếc này độ và tao nói chóng mặt luôn. Còn mấy cái ốc độ này, luôn anh. Độ mấy ốc này. Hàng Takegawa là độ luôn. Takegawa hết. Takegawa là của Nhật hay em? Dạ. Còn cái trợ lực này sao? Dạ cũng là của hàng Takegawa luôn. Nhưng mà độ trợ lực này xe zin nó đâu có. Dạ không, độ luôn anh. Độ vô thì nó có tác dụng chạy đường tốc độ cao nó đầm hả em? Dạ đúng rồi, nó không có bị rung tay lái và xỉa, xỉa lái. À đây, thưa quý vị, nguyên cái đầu của Takegawa, Takegawa rất là đẹp. Đó. Xe này là phun xăng điện tử rồi hả? Dạ phun xăng điện tử. Còn cái này, cái mâm lửa đó em làm cái gì vậy? Không, nó vẫn giữ nguyên cái này là chỉ là em trang trí. Ốp ngoài cho đẹp thôi. Dạ, trang trí. Cái cần số này độ luôn. Dạ. Chân trống này zin. Này ốp carbon, đuôi cá. Xe này đâu có chống giữa hả? Dạ không anh. Vậy cái dàn chẳng bay đây là cũng em đặt CNC làm luôn. Ờ, cái dàn chẳng bay. Nó sẽ chắc chắn hơn, đẹp hơn. Mà cặp phuộc nó cặp phuộc zin. Dạ, dạ phuộc zin. Độ chẳng ba này á. Chẳng ba độ luôn. Cái còi cắm đầu bên dưới là đò còi zin đó hả? Dạ còi zin anh. Nhưng mà em có thay đổi cái thiết kế đâu? Dạ không. Nè em ốp vô thêm. Còn này gì cũng Takegawa luôn nè. Dạ, cái đó là thông hơi giải nhiệt cho cái bộ đầu nòng Takegawa. Ừ. Zin nó đi theo nguyên com lê luôn phải không? Em cái bộ nhông dĩa của nó là em có hạ thấp xuống không hay dạ, là? Dạ không anh, nó vậy. Nó vậy ha. Nếu mà cái dĩa nhỏ gì chạy đường trường đầm lắm ha. Dạ. Tốc độ cao nhưng mà nếu mà đi đường thành phố thì nó hơi yếu đúng không? Xe này nó mấy số? Dạ xe này 5 số. Một số trước, 4 số sau hả? Hay sao? Dạ đúng. Nó giống như số 67 hả? Dạ. Cái cần số nó cũng độ luôn nè, cái đầu để chân cũng độ nè. Nói chung xe này ổng độ hết rồi. Đây, thưa quý vị. Đây cái đèn lái sau với là zin nó. Đèn này zin đúng không? Dạ đúng. Có hai cái xi nhan là độ. Đó cái bộ độ đã không? Cái bộ over racing nhìn ngầu không? Bây giờ thì chắc Tiết Cương sẽ chạy thử nó và sẽ trải nghiệm nó, coi cảm giác đi cái con này nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ phát biểu về nó nha. Yeah, thấy không? Chạy về tới nơi là trả hết số luôn, quá dữ luôn. Thưa quý vị, như vậy là Tiết Cương đã thử con Monkey 125 bản độ của Tùng và đã độ lên máy Takegawa 100 mấy? 181cc và chạy mạnh quá. Hết hồn vía luôn. Lên cái giật lên nè. Tại vì bản thân nó có 125 mà mình độ nó lên gần 200. Với cái xác xe nhẹ vậy chạy thì nó bốc. Chiếc này em đi xa nhất là đâu rồi? Dạ, Đà Lạt. Đà Lạt là phải không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái tiếng bô của nó thưa quý vị. Đây, đó thưa bà con. Nó có 4 chế độ nè. Đó, 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử từng tiếng bô nha. Đầu tiên số 1. Rồi, chuyển qua số 2. Đó, bà con thấy có khác không? Số 3. Thấy nó chát hơn á. Ấm hơn hả? Rồi số 4. Đây bà con thấy không? Nội lực hơn. Từng chế độ nè, số 4 nè. Số 3. Số 2. Số 1. Đó, từng cái nẹt bô nó lên những cái tua máy nè bà con thấy không? Lên tua máy. Đồng hồ độ Takegawa luôn. Đó. Quá dữ. Rồi. Bây giờ Tùng có thể sau khi review con Monkey 125 này rồi thì trị giá của nó thì bà con biết ngoài thị trường thì nó khoảng tầm 90 triệu. Thì bây giờ với cái gọi là những cái trang thiết bị mới và những cái độ, những cái chế tạo và những độ thêm của chiếc xe này thì bây giờ nó đã độ lên khoảng bao nhiêu tiền rồi Tùng? Dạ thưa anh, cái trước giờ em độ cũng nhiều lắm rồi. Nó thường phần gộp lại thì chắc cũng khoảng gần 500 triệu rồi. Đó, bà con thấy chưa?
một người đam mê xe và họ tâm huyết, thì đối với họ thì đồng tiền nó chỉ là cái phương tiện để mình thực hiện cái điều mình mơ ước và điều mình yêu thích. Thì Tiết Cương cũng cảm thấy rất thích những bạn trẻ mà yêu thích độ xe và cưng con dế, con gọi là con dế thương của mình quá. Rồi, tổng thể chiếc xe thì bà con thấy rất là dễ thương. Con Monkey. Đây này là con. Cái yên này là yên zin của nó. Và xe này thì không có thiết kế để chở người, cho nên chỉ có để chân đằng trước thôi, không có đằng sau. Rồi, cảm ơn Tùng đã cho anh Tiết Cương một trải nghiệm rất thú vị nữa về một chiếc Monkey 125, nhưng mà đã độ lên gọi như là full option, gần như là toàn bộ chỉ giữ lại cái kiểu dáng, và thật sự chỉ giữ lại được cái bình xăng zin và cái yên thôi, còn đa số mọi thứ trên xe đều đã độ hết. Rất là dễ thương, rất là hầm hố, rất là chất và cũng rất là nghệ thuật, rất là nhiều tâm huyết của chủ nhân. Cảm ơn bạn. Và hẹn gặp lại những clip sau, nếu có xe gì độc đáo nhớ giới thiệu cho anh biết nha. Dạ, anh yên tâm. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Chào, xin chào.